À, hôm nay chúng ta sẽ nói về chủ đề peel da lột tẩy da ha, sẽ nói về hôm nay chúng ta sẽ nói về những cái peel da lột tẩy da ha. Thì thật ra là khi mà nói về peel da lột tẩy da mọi người nghe nó có vẻ trầm trọng, nhưng mà tất cả những cái sản phẩm mà ví dụ như chúng ta điều trị nám nè hoặc chúng ta điều trị mụn nè thì nó đều có một phần nhẹ của cái việc là chúng ta peel hoặc là chúng ta làm tẩy lột da. Cái việc tẩy lột á có nghĩa là cái câu từ mà tẩy lột thì nó có vẻ nó hơi nặng nề, nhưng mà thật ra những cái động tác mà chỉ cần là làm da chúng ta thúc đẩy nhanh cái quá trình bạc lên lớp sừng, thúc đẩy nhanh cái quá trình bong cái lớp sừng ở trên bề mặt ra là gọi là tẩy lột da ha. Nhưng mà tẩy lột da nó cũng sẽ có nhiều cái mức độ, cái mức độ nhẹ nhất thì chúng ta sẽ không thấy. Và cái peel da hóa học này cũng vậy, peel da hóa học á, hay còn gọi là mấy bạn hay gọi những cái cụm từ mà nghe nó sang sang hơn một chút, đó là thay da sinh học. Thì mục tiêu á là để tẩy đi những cái lớp tế bào chết ở trên bề mặt da này, tẩy đi những cái lớp bụi bẩn, những cái chất mà nó đóng trên cái bề mặt da, trên cái lỗ chân lông, gây ra tình trạng những cái mụn đầu đen ha, hoặc là mụn ẩn. Và ngoài ra á, cái phương pháp tẩy lột hoặc là peel da hoặc còn gọi là thay da sinh học á, thì nó sẽ giúp cho cái làn da chúng ta nó được thay nhanh hơn, và vì vậy những cái melanin mà nó tồn đọng ở quá khứ á, nó sẽ được loại bỏ một cách rất là nhanh chóng ha, và làn da chúng ta nó sẽ trở thành một cái lớp da non và chúng ta rất là dễ dưỡng trên cái làn da đó. Chị Quý hỏi bác sĩ là muốn peel da tại nhà thì dùng loại nào là an toàn và dễ làm? Bác sĩ Thảo ơi, khi mà chị muốn peel da tại nhà đó thì chị có thể chị xài những đầu tiên đó, là chị sẽ bắt đầu từ những cái dạng mà nó gọi là nó an toàn trước đi. Retinol nó cũng là một dạng peel da nha. Chị Quý có thể chị Quý xài cái retinol mức độ nhẹ, từ từ nhẹ trở lên đi, 1% ha, hoặc là nặng hơn đó, chị Quý xài tới những cái dạng là nồng độ của retinol nó cao hơn một chút, hoặc là nếu như mình không đó, thì mình xài những cái dạng là chị mà tự peel ở nhà thì nó rất là khó để kiểm soát. Bác sĩ không có khuyến khích ai tự peel ở nhà hết, nhưng mà có những cái loại mà mỹ phẩm đó, nó có cái khả năng lột tẩy thì chúng ta có thể chúng ta xài thêm ha. Bạn Đức Phạm hỏi bác sĩ là hello bác sĩ, em thấy trên YouTube người ta peel nông hoặc là peel sâu để trị sẹo rỗ, bác sĩ thấy sao về phương pháp này so với laser CO2 siêu phong ít, thì cái nào tốt tối ưu và cái nào hiệu quả hơn? Dĩ nhiên á, là laser CO2 và siêu phong ít nó sẽ phải hiệu quả hơn, tại vì á, là laser về nguyên tắc ha, về nguyên tắc trên toàn bộ cái vùng da của mình, bác sĩ sẽ giải thích nguyên tắc rồi tự em sẽ biết cái nào nó sẽ hiệu quả, tại vì tóm lại là nó cũng phải đi theo cái cơ chế sinh lý của tế bào. Còn lại á, là những cái gì marketing trên mạng á, thì chúng ta nghe, thì bây giờ bạn nào nói hay á, thì người ta tin nhiều ha. Còn lại á, là đối với bác sĩ thì muốn nghe hay không á, là phải dựa vào cái cơ chế sinh lý. Thì cơ chế sinh lý ở trên cái lớp da của mình á, thì chỉ có cái lớp màng đáy là cái lớp có khả năng tạo ra những cái tế bào mới. Và khi mà chúng ta bị sẹo ha, có nghĩa là cái lớp màng đáy nó có sự tổn thương. Sự tổn thương làm cho cái lớp màng đáy nó không có còn liên tục, nó không có sự liền mạch nữa, thì nó tạo ra những cái sự chồng lấp, cho nên khi mà lành thương chỗ đó nó mới bắt đầu nó bị sẹo. Từ cái chỗ lành thương mà không đẹp á, nó có thể nó bị sẹo rút nè, sẹo co dính hoặc là sẹo lõm, do cái collagen ở lớp màng đáy nó bị thiếu và cái độ dày của lớp màng đáy nó không có được ổn định ha, nên mình sẽ bị sẹo lõm sau khi mà mình bị mụn. Và về nguyên tắc giống như vậy ha, vì chỉ có cái lớp tế bào đáy là lớp có khả năng tạo ra những cái tế bào mới, và do đó chúng ta phải làm lại làm sao để chúng ta phục hồi lại được cái màng đáy, là nó sẽ phải liên tục, tất cả các tế bào nó sẽ xếp đều và liên tục, thì lúc đó cái da chúng ta sẽ đẹp. Và để mà kích thích được cái lớp màng đáy ha, lớp da của chúng ta đi từ trên xuống dưới, nó sẽ có lớp sừng, lớp hạt, lớp gai và lớp đáy. Vậy thì đi từ trên xuống dưới ha, chỉ có cái lớp tế bào sừng là lớp tế bào mà nó sẽ không còn nhân nữa, nó sẽ chết đi, nó đã chết rồi cho nên mới gọi là tế bào sừng ha. Và như vậy á, thì khi chúng ta peel da là chúng ta sẽ kích thích cái lớp sừng nó bắt đầu nó chết thêm, có nghĩa là nó chết nhiều hơn, nhiều cái tầng sừng hơn nữa để mà nó bong tróc ra. Chúng ta không thể nào dùng cái peel da để chúng ta làm cho kích thích tới cái lớp màng đáy. Bất kỳ một cái peel nào mà nó kích thích hẳn trực tiếp với lớp màng đáy thì chúng ta gọi là phỏng. Phỏng á, nó sẽ có là chúng ta thấy là phỏng nông hoặc là phỏng sâu. Phỏng nó sẽ có là phỏng mà chỉ có là mỗi cái đỏ đỏ ửng ửng da thôi, và đỏ rất là nhiều axit hoặc là một cái nhiệt độ nóng thì cũng gọi là phỏng ha, lúc đó là phỏng độ 1. Còn phỏng độ 2 á, là mặc dù là axit, nhiệt độ hoặc là những cái hóa chất gì đó thì cũng sẽ phân ra mức độ phỏng bên da, giống như bác sĩ đang mô tả. Phỏng độ 2 á, là nó sẽ rộp lên bóng nước, lúc này cũng chưa chạm được tới màng đáy thôi nha. Đó, phỏng độ 3 lúc đó là nó mới bắt đầu nó xuyên qua và nó ảnh hưởng qua luôn lớp màng đáy. Vậy thì tới cái lớp phỏng độ 2 nó vẫn mới có kích thích cái lớp màng đáy thôi. Như vậy thì
mà chúng ta là đã bị tổn thương rồi, thì chỉ riêng một cái yếu tố đó thôi là em có thể em tự đánh giá được là cái bill hay là cái laser hay là tái tạo màng đáy là nó có cái giá trị. Rồi, như vậy thì nếu như cái bill mà em muốn nó hiệu quả thì em phải bill sâu ha. Mình phải bill sâu để mà nó đủ cái khả năng nó lột đi lớp ở trên bề mặt, đồng thời là nó có khả năng nó kích thích tới cái lớp màng đáy. Nhưng mà về nguyên tắc á, thì nó cũng không thể nào tác động được trực tiếp vào những cái tế bào, những cái sự sắp xếp ở phía bên dưới da. Nó sẽ có một cái trị cho những cái trường hợp mà gọi là lỗ chân lông nó hơi to. Thì khi mà mình build giống như vậy ha, khi mà mình build da nó căng lên, mình thấy rất là đẹp. Bác sĩ đã gặp rất nhiều trường hợp build bằng hóa chất, build bằng những cái thuốc rượu giai đoạn đầu lúc mà da căng, mình để mà chuẩn bị lột á, là da căng đẹp lắm, da láng. Nhưng mà đó là cái phản ứng của cái việc sưng nề của cái mặt. Lúc nào cũng vậy hết, build nó sẽ có hơi sưng nề nhẹ cái mặt, sự sưng nề của mặt, rồi đồng thời đó là những cái phản ứng của thay da liên tục. Nhưng mà sau khi lột xong thì cái lỗ chân lông nó chỉ khép lại được một phần thôi, chứ nó không thể nào nó khép sâu hơn nữa. Tại vì để mà cải thiện được cái sẹo rỗ, cải thiện được lỗ chân lông thì nó sẽ phải kích thích để mà nó tạo ra được collagen luôn. Nhưng mà cái bill da thì nó cái khả năng tạo collagen nó rất kém nữa. Đó. Còn về laser CO2 fractional nó là sao? Nó là một dạng tia laser có sóng lớn và nó tạo ra bằng những cái đầu tia laser đi theo cái dạng sóng, đi theo cái dạng ánh sáng đó, thì nó sẽ xuyên rất là sâu xuống bề mặt da. Và trên con đường nó đi á, là nó có bóc tách, nó có sẽ tự bóc tách nhiệt, cho nên á, là những cái điểm mà nó xuyên qua nó sẽ đóng đen trên bề mặt. Cái việc mà nó đóng đen trên bề mặt á, nó cũng góp phần á, là nó kích thích tăng sinh collagen nè ha. Nhưng bác sĩ ơi, bác có sản phẩm nào build da tại nhà hay không ạ? Bác sĩ không có khuyến khích bệnh nhân tự build đâu nha, tại vì đối với bác sĩ build á, là Dendesila có sản phẩm để build, nhưng mà hoạt chất build là tới 20 mấy% độ axit lực, cho nên nó là đối với những cái sản phẩm đó thì phải có sự can thiệp của bác sĩ. Thì thường á, là build da là nó phải có cái trung hòa. Còn nếu như mà mọi người muốn build tại nhà đó thì Dendesila cũng có những cái sản phẩm mà gọi là được xếp vào cái nhóm build, đó là những cái dòng mà có axit ở trong cái sản phẩm đó, ví dụ như Matidam. Matidam cũng có một cái dòng để mà bôi nó có salicylic dành cho những cái da mụn. Thì đó cũng là một là dạng build, nhưng mà nó vẫn ở cái nồng độ cho phép ha, vẫn ở một cái dạng theo dạng kem điều trị. Cái thứ hai nữa đó là retinol. Retinol này á, thì Dasila cũng có ba dòng của retinol luôn, đó là retinol professional ha. Thì mình bôi lên da và từ từ cái lớp da của mình nó sẽ được thay, cho nên nó là cái làn da nó cứ từ 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 nó sáng lên. Thì đó cũng là một dạng build nhưng mà rất là nhẹ ha. Thứ hai nữa đó là retinol của MD, dòng của Image ha. Thì retinol này nó cũng nhẹ. Và thứ ba nữa là dòng retinol của SkinCeuticals. Đó, thì có ba dòng retinol giống như vậy. Tính mà cái sản phẩm mà chúng ta thấy ha, chúng ta thấy là những cái sản phẩm mà build da tại nhà đó, thì bác sĩ thấy là có những cái dòng nhưng mà bác sĩ nghĩ là bác sĩ chưa có một cái sự trải nghiệm nào cho bệnh nhân mà gọi là tự build. Tại vì khi mà build á, là mình sẽ phải gọi là phải kiểm soát được cái mức độ bong tróc da của bệnh nhân ha. Và những cái hoạt chất bill mà chúng ta hay thấy ở trên thị trường nè, chúng ta có thể mua được ha, là AHA nè, BHA nè. Đó, thì những cái hoạt chất đó khi mà bác sĩ hay thấy là người ta bôi lên trên bề mặt da rồi xong rồi chúng ta sẽ đợi nó bong tróc. Nhưng nha, nó có một cái vấn đề là khi chúng ta bôi mà chúng ta căng da không được á, thì nó sẽ bị tổn thương da. Cho nên về nguyên tắc từ trước tới giờ luôn 10 năm rồi, bác sĩ không có bán một sản phẩm nào mà khuyến khích bệnh nhân tự về bill hết. Cái dịch vụ bill tại Benzilia thì nó có giá khoảng là 600-700 ngàn thôi, hình như bác sĩ nhớ là giá cỡ đó. Cho nên á, là nếu như các bạn có nhu cầu bill thì các bạn hãy đến Benzilia, các bác sĩ có bác sĩ luôn và có các kỹ thuật viên, người ta sẽ làm với sự giám sát của các bác sĩ ha. Thì cái làn da của các bạn mới được kiểm soát tốt. Và khi mà build á, nó còn có những cái thao tác, thứ nhất là làm sạch da này, thứ hai nữa là build da xong rồi sẽ có đi những cái loại dưỡng chất để cho làm dịu cái da nhanh nhất có thể. Ở trên thị trường ha, bác sĩ biết một vài dòng ha, trên thị trường ví dụ như những cái dòng như là Ordinary. Ordinary nó có những cái dòng AHA mà đến cái loại là 30%, hoặc là BHA cộng thêm là cái BHA 2% nữa. Thì đó là những cái dòng Ordinary. Thì Ordinary cũng là một thương hiệu mà bác sĩ thấy là nếu như chúng ta mua được thương hiệu đúng thì nó cũng là một cái sự lựa chọn tốt, tại vì giá nó khá là rẻ ha, và thành phần nó xài cũng ổn. Nhưng mà cái việc mà khuyến khích các bạn á, là tự build ở nhà thì với cái nồng độ cao thì bác sĩ không khuyến khích, vì rất là nhiều cái vấn đề ha, vì rất là nhiều vấn đề mà mấy bạn không có lường trước được. Ví dụ như cái việc mà mấy bạn bôi trên bề mặt da đó, da của mình á, cái độ dày ở những cái vùng khác nhau là nó khác nhau ha, chứ không phải là lúc nào nó cũng dày như nhau. Cho nên chúng ta sẽ phải cẩn thận những cái vùng nhạy cảm như là vùng gò má nè ha, vùng gò má cao nè, vùng kẽ mũi nè.
Đó, nếu như chúng ta muốn bổ nhạc.